Rồi, ai yêu Phương thì nói nha, để chốt qua xong á. Dạ cảm ơn cả nhà nha. I love you so much. Yêu cả nhà mình ạ. Phương ơi, muốn tặng em một bông mà sợ em chê hả? Không, em không có chê đâu. Trời ơi, méo mó có hơn không mà anh. Em đang cần, em đang cần, rất cần bông nha. Chào kế ca. Em cũng vậy. Cảm ơn cả nhà đã gửi bông gửi tim cho Phương. Thay thôi, mình có một bông hồng thôi thì mình tặng em một trái tim cam nha. Một trái tim cam cũng tốn một xu, mà một bông hồng cũng tốn một xu. Mọi người cho em trái tim nó sẽ ý nghĩa hơn là được. 25 điểm được cộng 3 điểm bạn xếp hạng like mỗi ngày. Bạn xếp hạng like thịnh hành. Kệ, bông bình luận cũng được. Ok. Bông gì cũng được hết trơn á. Em cảm ơn anh Tony ạ. Em cảm ơn chị Bông, cảm ơn anh Vinh Apple, cảm ơn anh Cường, cảm ơn Mitsumi, Mitsumi, cảm ơn nhỏ Mai, cảm ơn chị anh Kiên ạ. Cảm ơn chị Thắm, cảm ơn anh Sơn Trà, cảm ơn Ké Ca. Cảm ơn anh Cường, cảm ơn gia đình mình nha. Em chủ phòng nói dễ thương, vậy chị tặng bông cho em đi. Yeah, cảm ơn chị Ngọc, cảm ơn anh Văn Khoa. Trời ơi, thiệt luôn á. Phương khôn hả? Không khôn rồi ngồi đây xong lấy bông người ta được không? Nói đúng còn nói lớn. Bông vạn thọ nhé. Trời ác gì trời, bông vạn thọ để người ta cúng mà. Dễ thương mà thương, dễ dễ lắm anh Tony. Dễ mà. Biết sao không? Biết sao không? Bây giờ là thời gian Phương đang cần tìm hiểu một người để 2 năm nữa Phương cưới nè. Dễ mà. Tiêu chuẩn là gì hả? Phương ơi, Phương có cần tiêu chuẩn đàn ông gì không? Là một người đàn ông đích thực. Là một người đàn ông đích thực. Người đó không cần giàu có, không cần xe, không cần có máy bay phi cơ riêng, hay là cũng không cần phải có nhiều tiền, không cần. Chỉ cần có công ăn việc làm đàng hoàng. Có thể không lo bị đói. Rồi gì nữa? Đặc biệt là gì? Những cái đó cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng cái này nè. Chỉ cần đúng rồi, chỉ cần người nói chung có súng là được. Nói tuyệt ngóng lợn. Cứ quá là ông đích giả. Nói chuyện, chuyện chẳng đời. Yêu Phương đều đều là được. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi ba chân là được. Ba chân đầy đủ là được. Súng là phải có đạn. Trời ơi. Cái này anh chị nói nghe, em không có nói à. Phương ơi, đàn ông có súng thì phải qua Mỹ. Ở Việt Nam là không có cho chơi súng nữa. Lụm được em này ngày nào cũng cười luôn. Dạ anh Tuấn. Thì có lúc cười, có lúc phải nhăn mặt chứ anh. Nè, bây giờ Phương sẽ hát bài này để mọi người sẽ mường tượng được là người yêu trong mơ của Phương là như thế nào. Đây, xin mời cả nhà mình cùng nghe bài hát này ha. Nghe cho kỹ nha. Hãy
mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, chọn đời dài ngẫu trăm năm bên lòng. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thướt tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như ru hôn em mộng vàng đắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đứng đắn đàng hoàng. Người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm lạ lời, không như áng chiều trôi lỡ chót lỡ đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng xa, trong đám đông những người thật thà. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử của Phương có những buổi live thăng hoa cảm xúc ạ. Cảm ơn mọi người đã không chê em, chê em nói thẳng. Khó chịu thật. Anh nóng lắm rồi đấy. Mọi người biết không, bây giờ là thời buổi rất là xã hội phát triển rất là nhanh đó, 5.0, 4.0. Cho nên là chúng ta gặp nhau là chúng ta phải lụm liền. Gặp nhau là phải lụm liền, chứ đừng có để bước qua đời nhau rồi phí lắm ấy. Dạ em cảm ơn anh Mr. Hoàng ạ. Thực ra thì Phương cũng không có lầy gì mấy. Mấy đứa bạn của Phương á rất là khoái Phương, mà ngày trước Phương ít livestream, chưa có livestream á, Phương nhốt mình trong nhà như bây giờ á, thì ngày đó mấy đứa bạn Phương khoái rủ Phương đi nhậu lắm. Uống tầm 2 chai vô là bắt đầu Phương ngồi nói là không lụm là mất đó. Bởi lụm qua màn hình được không?
mà uống vô hai chai thôi là ngay cái chỗ đó, khu vực đó là chị có nghe giọng của Phương không luôn. Tụi nó thấy mình lầy xong tụi nó phái rủ ngồi nói chuyện bậy một hồi là cười bể bánh. Chưa luôn. Nhưng mà dạo gần đây tu rồi. Bữa nay cũng lầy nhưng mà lầy kiểu có chừng mực á, chứ không phải là nhầy nhụa mà kiểu cũng lầy trong mức độ thôi. Mỗi người mỗi, đang tu đó. Chứ không có phải là lầy mà đội cái quần à. Đúng là lầy vui vẻ. Lầy vui vẻ. Hôm bữa thấy em đi nhậu cũng còn lầy hả? Thấy chỗ hồi nào? Nhây quá anh sợ hả? Bởi vậy mới nói anh Tony hình như hơi yếu. Có anh nào mình á, nói chung là gặp Phương á là cái anh đó là phải trước tiên đứng trước mặt Phương á là chưa nói cái chuyện gì nha, mạnh hay là cái gì nha, mạnh hay yếu gì không biết, nhưng mà đứng trước mặt Phương đừng có cà lâm là được rồi. Nói chung người nào, người đàn ông của cuộc đời Phương á, người ta đứng trước mặt Phương là người ta phải mạnh mẽ, bản lĩnh mạnh mẽ, rồi sao nữa, đừng có cà lâm. Cà lâm là tao nói cà lâm là loại vòng gửi xe luôn rồi. Sugar. Với lại á, người đàn ông đó phải mạnh. Mạnh biết sao? Mạnh gì? Mạnh tâm lý trước. Anh cũng mạnh nè. Ưỡn ngực xưng tên luôn. Họ mới 6 muối đâu, 6 muối dùng 1 vẫn ok. Anh thì không bao giờ cà lâm hả? Được. Đúng. Trước tiên là phải mạnh miệng trước đã. Gặp Phương là phải bụp liền, nói I love you liền. Nói chung là phải mạnh miệng trước, xong rồi đừng có cà lâm nghe. Xong sau đó mạnh gì đó thì tính sau. Hốt liền, lụm liền. Không lụm hả? Em mà thích là em lụm ngược lại, lúc đó là hú hồn mà, hồn bay phách tán. Trời ơi. Em mà thấy không mạnh mà nhưng mà em thích á. Đứng trước mặt em mà thiệt á. Nói không lẽ nói thẳng ra muốn làm gì làm đi, làm lẹ lên. Nếu mà lúc đó mà để em phải nói câu đó em không nói luôn á, em lụm luôn, em hốt luôn. Chứ để đứng cà lâm nói hoài bực mình mất thời gian. Anh chớn được không? Nhớ nha. Hát đi hết giờ rồi, dạ ok anh Hải. Ok Valentini. Em Phương khỏe, nhà một mình chấp hơn 3,000. Nóng quá đây, em nóng lắm luôn rồi đó. Đừng để phải nói nhiều nha. Em nóng anh lắm rồi đấy. Cảm ơn Valentini. Em cảm ơn nhà mình đã cho em vòng tay đội. Cảm ơn mọi người đã thả tim cam. Nói nhiều xa nhau. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình, ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ thơ. Dạ em chào mọi người mới vào xem live. Tuyệt vời ca sĩ ơi, cảm ơn anh.
Cảm ơn nhà mình rất nhiều ạ. Cảm ơn anh chị cô chú đã đồng hành cùng Thu Phương trên mọi nẻo đường, vượt qua thử thách, nghe rất nhiều thể loại nhạc, lên có xuống có. Có lẽ rằng ngày hôm nay anh chị cô chú đã uống thuốc say sóng say xe rất là kỹ rồi. Adolf C, why you out? Where do you go? Cảm ơn mọi người đã follow em nha. Cảm ơn cả nhà đã tặng bông, tặng tim cho em trong bài hát này ạ. Thu Phương mãi mãi đỉnh. Cảm ơn anh Vũ. Anh Vũ follow em chưa? Mọi người follow Phương nha. Thích mạnh mẽ đúng không? Chiến trường mạnh mẽ lắm, bao nhiêu anh hùng cũng phải rơi lệ. Là sao anh? Uống rượu say vào nghe Phương ca, say thêm. Cảm ơn cả nhà đã follow em ạ. Dòng cái mặt muốn cắn cho một cái. Ủa? Đâu nha. Cả nhà ơi, mấy hôm rồi hôm qua Phương cúp điện á. Hôm qua cúp điện nên là không có like được, nên hôm nay cũng khó vào top mọi người. Bây giờ Phương sẽ đi chơi BK nha, để bục giúp thì cũng tiện hơn. Mình để lỡ ơi, anh chị cô chú thường để dành Phương đi chơi BK thì mới giúp Phương vào top, nên là mình tranh thủ ha, tranh thủ thời gian á. Hello anh Ngô Quang, em chào tất cả anh chị cô chú mới vào ạ. Hát hò, hát hồi tối giờ 2 tiếng rưỡi rồi. Hát hồi tối giờ 2 tiếng rưỡi rồi. Nói hơi nhiều tự tin vừa vừa thôi. Kệ người ta đi bà chế ơi. Ta tự tin cũng không cho nữa. Khó quá à. Chắc ai cũng phải rụt rè giống như chế á. Bẽn lẽn. Rồi ai mà hát cho chế nghe. Đúng rồi, hát nhiều khăn rác họng rồi mọi người. Hồi tối giờ em hát gần được 3 tiếng rồi, 2 tiếng rưỡi rồi. 2 tiếng rưỡi hơn rồi đó. Đúng rồi, không tự tin sao có năng lượng để truyền tải năng lượng tới mọi người được. Chính xác. Tình hình là rất tình hình. Hello chị Phương. Chào Mi Cha. Chào Mi Cha, Tâm Nhi với cả chị Thu Phương Nhi, là hai người này đều giàu như nhau. Thôi có phúc cùng hưởng, các bạn cùng chia đi bạn. Bây giờ hai người này cùng giàu như nhau á bạn. Mà tôi tối nay tôi nghèo á. Thôi được rồi, có phúc cùng hưởng, các bạn cùng chịu, cùng chịu à. Được rồi, thôi cùng chịu, cùng trả nghèo nhá. Thế thì xác định là bán coi, xem sao. Xác định là trả nghèo á. Mấy bạn có bánh không? Có bánh á, bánh quy. Em có bánh. Bánh quy à? Không có bánh, em có bánh thì bình thường. Em không có bánh thì lấy cái thẻ ATM á. Xong rồi bỏ lên trên trán, xong rồi đưa từ trán xuống dưới miệng. Thấy sao? Thấy điều đó được không? Cũng được. Được ạ. Muốn gặp Huyền không Sơn? Giờ muốn gặp Huyền hơn hay muốn gặp Nhi hơn anh Sơn? Để em đọc nội quy mới xem nào. Người ơi, tắt tay khó, hỏi khó. Tắt tay xem ơi. Phụ em nhấp tay vào màn hình 10 cái nha.
này, hai gia đình ơi, một khóa nhân hai gia đình ơi, nhà mình giúp em 850 điểm, một người cũng có thể mở khóa được. Nhiều. Mỗi người một tay được không? Nhiều quá à. Cảm ơn em sao? Cảm ơn tụi má. Bụng ơi, 600 xu rồi. Cảm ơn chị Thúy ạ. Còn thiếu 300 điểm nữa. 300 điểm nữa. Ba trái tim, ba trái tim nữa. Cảm ơn anh Mười. Cảm ơn chị Thắm. Chị Thắm, cảm ơn chị Thúy, cảm ơn chị Mèo. Cảm ơn chị Hanh à. Chị hai mọi người. Chơi để lấy găng đi gia đình. Chơi lấy găng gia đình. Nhân hai nha mình ơi. Kỳ Quỳ ơi. Cảm ơn anh Gió Lạnh à. Cảm ơn chị Thu Thủy à. Trước khi mày like thấy người nhà mày sẽ nhận tao đó. Ít hai. Cảm ơn anh Trương Trí Thủy. Cảm ơn chị Mèo. Cảm ơn bác sĩ trong đây. Tuyệt vời, gia đình Thu Phương tuyệt vời. Xin xin anh Sơn. Gia đình Thu Phương mãi đến. Anh ớt. Hay quá nha mình ơi. Kêu em với cô đơn. Mãi đỉnh, mãi đỉnh. Em cần một cái tên bay vào đây ạ. Cho em này. Em cũng cần một cái tên cứu em. Em cần một người cứu em ngay lúc này. Ơ, sao bữa nay ớ vô trễ mà cũng không thể khinh địch được. Tại vì nhà người ta có đủ 100 điểm rồi. Người ta có thể ốp dây cuối đó. Hello em, hello mọi người. 4.700 điểm của mình nó cũng em bên kia thổi một cái là mình bay màu quá mọi người. Có thể ăn màu sớm quá. Vào đội. Follow nha Tâm ơi. Dạ. Em đang mong có thể đánh nhau với chị Tâm Nhi hả? Dạ, em Tâm Nhi. Ok. Dạ. Nghe dễ sợ. Hello anh Kim Lá Chuối. Chị mới vô mọi người nhấp tay cho Phương với. Khúc này nghèo ngang. Mời khúc này nghèo. Mời cảm ơn anh Phương Bằng. Cảm ơn chị Anh Đào. Cảm ơn chị Thủy. Chào bác sĩ cây trồng. Ơi, dây cuối kia. Cuối nhà mọi người nghèo. Dây cuối nhà ơi. Anh em chơi ra tôi sẽ cái chỗ. Chống con mèo hoặc là cái máy bay đi. Sợ bị kêu ốp quá. Ốp con mèo là thắng á. Sợ lên máy bay. Như khi mà lên một máy bay hoặc là một con mèo sẽ thắng mình đó mọi người. Cẩn thận gia đình ơi. Vạn sự khởi đầu nan. Kết quả sẽ như thế nào đây? Cảm ơn chị Nguyễn. Kiều Kỳ Quy. Kiều Kỳ Quy. Kiều Kỳ Quy. Cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn mọi người nhấn tay tàu bấm cho em. Cảm ơn nhà dịp rồi. Cảm ơn cả nhà mọi người. Winner 3 câu 9 cho gia đình ơi. Không thấy luôn. 3 câu 9 gia đình Phương Phương tuyệt vời. Anh chị ơi, giúp cho em 3 câu 9. Mình cảm ơn gia đình của Tâm Nhi à, lần đầu tiên và lần tiên gặp nhau kết hợp cũng ok quá chứ hả. Cảm ơn chị Phương, cảm ơn nhà mình, cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người. Máy bay chỉ là lời nói thôi ớt ơi. Ủa thắng mà không có cái găng nào hả ta? Không có găng nào hả chị Mèo? Em lấy kì nó không có găng rồi mọi người. Chặt kèo đó ớt vô cho máy bay cũng được. Không có được cái gan cho này. Xuống xong cho xuống mồm hả chị? Đúng rồi, đây máy bay đây, cảm ơn ớt nha. Dạ chào cháu em biết rồi, sắp tới đây em ba cái luôn á. Để em xem thời gian như nào xong rồi em sẽ like ban ngày nhiều hơn một tí, rồi ban đêm em like chứ xuống trước 12 giờ em đi ngủ. Đúng rồi, em cũng phải like ban ngày nhiều hơn mọi người ơi. Thức khuya quá riết hồi người đấy, cứ như là chứ trên mây lúc nào cũng ngơ ngơ đó, mình cảm giác người mình bị khờ luôn á. Ờ
khờ khờ chị, hồi đó em cũng bị á. Ai hỏi gì hỏi trước bên sau bị sao? Chảo ơi, mà điều kiện ngay con nhà đây. Điều kiện là gì? Ai với lại anh chị cô chú nhà mình thức theo cũng tội. Đây, cái này sao không có? Sao khó chơi? Mặt em cái theo không nổi chứ? Mặt tao không dính mày ơi. Dùng cơ mặt nha. Sao nó dính? Mặt em còn dính nữa chứ? Chạy ngay từ ngày mai quá. Hình như là khỉ vậy nè, nó mới dính, nó mới xuống thôi. Lắc lắc cũng được. Lắp thêm một người thôi. 26 lâu quá. Kiểu này sao? Kiểu thứ hai là kiểu gì á mọi người? 26 bông hồng gia đình ơi, chạy bông nhanh kẹo không kịp rồi. Bông, 26 bông hồng mỗi người một bông thôi. Còn 16 người, 15 người, 15 người ạ. Lâu đi chào anh nước. Cảm ơn chị Thu Thủy. Cảm ơn gió lạnh nha chị Phú. Ok đủ không? Tuyệt vời. Cảm ơn nhà mình ạ. Cảm ơn chị Nguyễn. Cảm ơn chị Anh Đào. Cảm ơn anh Gió Lạnh. Cảm ơn anh Vũ. Cảm ơn anh Bằng. Cảm ơn chị Mèo. Cảm ơn anh Sơn. Gia đình Thu Phương là tiếp tục dẫn đầu. Chị Phương ơi, như này được chưa? Ơi, đâu chị xem nào. Chưa, phải kẹp vô mồm. Hello Life Phạm. Phải kẹp vô mồm rồi. Ừ. Sao hot dữ vậy không biết nữa đó. Mày trao xài. Mày trao xài ngân hàng giống em. Ồ, giỏi đó. Ok. Thôi được rồi đó, mày trao chị tha cho em á. Đồng đội em làm được rồi. À, vậy hả? Mấy kẹp hàng liệu này em không làm được. Không biết luôn á. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người. Mọi người tắt tay màn hình giùm em đi. Chào anh Biển và em ạ. Em chào mọi người mới vô xem live. Cảm ơn anh Khoa. Sao ớt nói vậy? Cảm ơn chị Thu Thủy. Kèo này bên nào thua thì cột hai cái mỏ lại làm gà mổ thóc nha. Cột hai cái mỏ vào cái dây thun cột tóc á. Ok. Được không Nhi? Được đi cha. Dạ, dạ. Được ạ. Ok, mọi ok. Mọi người ơi, cứu em đi. Nhà ơi. Đi cha kiểu mặt không cam tâm. Chúc anh Vinh buổi tối vui vẻ nha anh Vinh. Làm nổi. Nhưng mà hình như là làm mấy cái hồi đấy không biết có bị sao. Tay màn hình phụ em đi. Chị đọc một quy mô chưa? Hai bên là hiểu liền. Bột mỏ mà, bột mỏ sao đâu. Bột mỏ bình thường mà. À không có gì để chơi luôn. Ừ, thắng nữa. Cảm ơn anh Sơn, cảm ơn anh ớt, cảm ơn gia đình. Ủa rồi sao có gắng cho em. Ờ cảm ơn nhà chị Phương. Đúng rồi ớt rồi chứ không là liệm rồi đó. Trời ơi thắng hai kèo không có cái gì luôn trời. Cái gì vậy? Thì thôi. Tính ra gia đình chị... Thu Phương ăn ở tốt. Ý là bọn em kêu hay là chị mở nhạc? Chị mở nhạc. Ok chị mở đi. Em chị mở nhạc xong rồi bật đem Dương đi nào. Không có ai báo cho em mấy cái đó hết trơn á anh Dương. Mở vào tay nha. Chị mở đi. Mở vào tay. Hello anh Hậu. Không có ai báo cho em mấy cái đó hết trơn. Mới đó mà. Lên cho mình đó. Chị bảo kêu vô đó. Kêu vô là mình luyện mình. Thôi được cho nó ra kiểu được rồi Kiwi ơi. Bữa sau nếu mà nó bị tụt. Nó bị tụt á em cột hai cộng bên đó cộng trên cộng dưới. Cộng trên cộng dưới. Mô cha ơi. Không có đâu, bên kia người ta giàu lắm anh Nguyễn Kiwi. Ơi tranh thủ mà đánh đi anh không có gì anh còn ngồi gáy phụ em. Mà em đang sợ chứ
Cảm ơn anh. Dạ, tại vô một cái. Cảm ơn anh chết. Yêu ơi. Anh đánh em đau quá. Không biết là anh đánh em đau nè. Hãy chùa, hãy chùa. Rồi, tới lúc đó rồi. Cảm ơn anh không, cái này là anh ở chơi nhà khác qua đụng hộ em. Sụp nụ em rồi. Rồi. Mày nói anh cũng đánh sụp nụ em luôn. Thôi anh gấu. Chắc tay rồi, em xin ba số mọi ơi. Sụp nụ thật rồi anh ơi. Em thấy rồi. Em xin nhắc tay nhau anh gia đình ơi. Mọi người nhắc tay màn hình cho em đi. Đánh đau quá anh. Cảm ơn anh gió lạnh. Em lại nói vậy anh toàn thua. Anh đánh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cảm ơn anh ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xong rồi em rồi. Xong rồi anh gặp em là anh đánh cho tôi tâm luôn. Em chào anh Tony Nguyễn Đăng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Chu Chí Nguyễn. Cảm ơn anh gió lạnh. Cảm ơn anh Minh Mẫn. Chào anh Buôn Khoa Huế. Em thử bao giờ anh thả em đâu. Điện. Hôm nay em gặp mấy bà ơi, hôm qua em bị cấp điện. Tới 12 giờ kém mới có, xong em off luôn à. Hôm qua Phương đang live bị cấp điện đó mọi người. Nhưng mà thế mới vui anh ạ. Anh cứ đánh, nhưng mà anh đánh vừa thôi nhá. Cái này X3 mọi người, X3 luôn. Mở khóa X3 luôn. 850 điểm cho nên 850 điểm mọi người. 850 điểm mở khóa nhân 3. Nhà mình ơi, phụ em không là em chết. Đó không phải là yeah, cảm ơn anh Bún Bò. Cảm ơn chị Mèo. 850 điểm mọi người ơi. Cảm ơn anh Chi Nguyễn. Cảm ơn chị Anh Đào. Cảm ơn anh Vũ. Cảm ơn anh Sơn. Em cảm ơn Phương Trình ạ. Bên kia người ta vô rồi đó gia đình ơi. Mọi người chơi nhân 3 nghiêm túc nha. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Mọi người ơi, chơi nhân 3 nghiêm túc nha mọi người. Nhân ba nhờ ơi, nhân ba. Không là mình bị thua trận, mình về đó kèo cuối đó. Mô cha chắc ngủ gật rồi. Đừng chơi cà lôi nữa gia đình ơi. Tỉnh táo lên anh chị ơi. Sẽ gần đâu. Tập trung mọi người ơi. Chưa một huy động mọi lực lượng công binh. Vệ binh. Máy bay trời binh. Trên trời và dưới đất anh chị ơi. Ít ba. Chúng mình đã thi rồi nhấn má nha ơi. Các chiến thân mỹ ca Nguyễn Thu Phương ơi. Bảo vệ công chúa. Cảm ơn anh Thu. Cảm ơn chị Mèo. Cảm ơn anh Bún Bò. Ít ba mọi người cái gì cũng được nhân ba hết trơn á. Cái gì cũng được nhân 3 số điểm. Cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn anh Công Tên, cảm ơn anh Minh Mẫn. Còn nhân 3 mọi người ơi. Cảm ơn anh ta ở chơi đi anh ơi, Bún Bò. Chơi đi. Nhà mình còn nhân 5 anh là. Nhà mình có 5 không anh Bún Bò. 5 phút này luôn mọi người ơi. X5 luôn kìa, X5 luôn kìa, X5 luôn kìa. X5, X3 luôn kìa lần ơi. Bên kia người ta whoop em rồi đó. Ghê quá. X5, X3 lên ơi. Có ai đây không? Chị Mèo. Cảm ơn anh Bún Bò mọi người. Con kèo đây không, không, không biết năm luôn. Con kèo được là khó chơi lắm. Con X5 mọi người ạ. Con X5 kìa. Tâm Nhi ơi. Liệm mồi X5 rồi chị ơi. Cảm ơn anh ớt. Cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn anh Tony. Cảm ơn anh Nên. Căng dữ trời. Mọi người. Căng như đàn luôn á. Dây cuối luôn rồi kìa. Cảm ơn anh Nên. Ai còn nhân năm không? Em xin anh. Em cảm ơn anh Nguyễn. Cảm ơn anh Nguyễn. Cảm ơn anh Thả lên đồng đội chơi cũng được. Sụp nụ rồi. Rồi. Khi em về. Nhà mình ơi, cảm ơn mọi người đã chơi với cao nghiêm túc rồi. Bây giờ có thể cho em xin một cái găng tay nữa được không anh chị? Anh chị ơi. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn mọi người. 4/9 mọi người ơi. Anh chị ơi, cho em xin cái găng nữa được không? Sao mà chơi lại đây? Cố Phương. Nhân năm nhà ơi. Găng tay kìa. Có. Thêm 10 giây nữa nha mình ơi. Mỗi người. Cảm ơn chị Mèo ạ. Nhà mình nhân năm phụ chị Mèo đi mọi người. Phụ gia đình ơi. Số tử dính nhân năm rồi. Chị ơi. Cố Phương ơi. Cố lên. Cảm ơn anh Tony, cảm ơn anh Sơn, cảm ơn gia đình mình nhắc
tới tàu bấm cho em cảm ơn nha chị Phương. Thôi từ đó biết trước rồi đó. Biết trước kết quả rồi đó. Mấy cái không sợ nha, mình giả bộ bảo là sư tử dính nhân năm rồi, mấy cái không sợ nha. Em nhìn thấy mà chị đi. Còn em cứ chơi hết sức mình á chị, có đâu cho anh đấy. Cảm ơn anh Sơn, cảm ơn anh Tốt tìm bản thân tôm đầu 5 phút chả kéo xong kéo rồi. Dùng kéo bản binh mà không, mấy cái không sợ luôn. Cảm ơn anh Tony, cảm ơn anh. Dũng cảm nha. Gia đình mình tuyệt vời lắm rồi ạ. Thiên Tôn đợi em cảm ơn gia đình mình. Cảm ơn mọi người, cho em xin ba con số 1 đi. Nẹt bố đi nhỉ. Ba con số 1. Ok. Nẹt bố hả? Được được được. Nẹt bố đi. Oh, go, vậy bên, okay. Bên đó mở nhạc nha. Ok thì ok. Bốc phét tí. Ok. Chị Phương hay hay em quen cái kiểu đấy của chị Phương nhiều lần rồi. À, biết chưa hả? Chơi nhiều rồi. Trời đất ơi, tôi đâu phải chơi với bà muốn hai kèo đâu. Chơi được nhiều rồi. Mọi người ơi, sao để cho toàn TikTok người ta bảo Phương nổ thế? Chị có nổ không? Chị Phương là đánh võng đi chị ơi, đánh võng đi. Đánh võng mọi người. Win. Đúng rồi, đánh võng cả nhà ơi. Chị mèo ơi, lên xem chỗ chị mèo ơi. Rồi, đánh võng đi mọi người ơi. Em còn gì đâu. Hay quá. Đội mua hiểm vô. Em đo đường. Rồi qua khúc công an rồi đi về chỗ rồi. Chưa có bằng lái, em chưa có bằng lái. Thôi, dùng cái xe máy đi. Đổi em xe chưa đi, có bằng đi, lái. Cảm ơn anh Tony. Cảm ơn anh Sơn, cảm ơn anh ốc, cảm ơn gia đình mình nha. Cảm ơn mọi người. Ok. Vậy về hả? Cho ba kèo thôi đúng không? Vâng, về. Chị, okay, chị muốn chơi tiếp hả? Thì chị cỡ nào mà chị không chơi hả em? Chị muốn chơi kiểu gì đây? Trời ơi. Nhà chị tuy là họ chưa có top nhưng mà nếu như em mà... chưa có top. Ở trong đây không có ai có top hết trơn á. Oxy đâu? Chơi vui đi. Chơi ớt muộn bình chơi đi. Chơi đi, hên xui đi, thắng thì thắng, thua thì thua gì đó. Ừ, thắng thua nha. Thôi chả kèo. Thua chả kèo. Cho năm kèo đi, đang vui. Được chưa hồi nãy? Đang vui á, anh vui, okay. Mọi người cũng đang vui á. Chơi gì được? Bây giờ nhảy, ai thua thì đứng lên mặc cái áo dài vào, cầm đội cái mũ cối vào xong rồi vác quan tài, vác một cái vali. Vác một cái thùng nước được không? Thùng nước cũng được, vác cái gì thôi, vác cái gì được. Cũng được nha. Vác cái gì thì vác. Vác cái gì thì okay. Vác. Có cái vác là được á. Cứ vác đi. Cái áo dài hả? Em cũng có áo dài. Cảm ơn anh Ngọc Sang. Rồi em thắng một kèo là em mãn nguyện rồi các anh ơi. Ok, vậy thì bên này vậy xin phép kèo này bên này lấy tiếp nha. Em mãn nguyện rồi. Dù sao thì chúng ta cũng đã hết mình và nhiệt huyết rồi. Nhấp tay cho em nha mọi người ơi. Tiếp tục tiếp tục gia đình ơi. Thế thì em chết mất thôi. Tắt tay mọi người ơi. Tắt tay. Trời ơi. Chị hãy tôi đang mong để được kèo này thực sự đây. Em không biết trả như thế nào. Nếu mà Kiwi ra kèo như thế chắc Kiwi trả kèo này hay lắm. Em cũng chưa cả trả kèo bao giờ. Thế thì chị phải trả cho nó quen. Tại vì chị chưa trả bao giờ. Cái gì có lần đầu đúng không? Lo em nhóc Duy chào em. 22 bông hồng. 22 bông anh chị em ơi. Người chạy qua chạy lại nhà mi chơi. 22 người khác nhau ạ. Mỗi người một bông thôi anh chị ơi. Mọi người ơi. Cảm ơn anh Nghiêu, cảm ơn Tiền. Mỗi người một bông thôi. Mọi người một bông chạy qua chạy lại đi.
còn bốn bông nữa thôi mọi người, một bông chạy qua chạy lại mọi người ơi, cả nhà ơi chạy qua chạy lại đi cả nhà ơi. Chờ nha Kiwi. Mấy bông. Cảm ơn anh mẹ. Một bông nhà mình nữa. Nhà mình có ít thai không? Có ít năm không? Nhà mình có ít thai rồi quăng cho em xin cái ít năm ngay phút này luôn. Có ít năm phải ít năm phút này luôn mọi người ơi. Phút này là số điểm không quan trọng, quan trọng là vui nè. Không mà thắng kèo sẽ vui hơn á. Cũng được nhân hai hết, một cây bông được hai cây bông, một trái tim được hai tính điểm hai trái tim, một con mèo được hai con mèo, một cái súng được hai cái súng luôn chị ơi. Ít hai đi ơi, chúc mừng anh Phong Bảo đã được trúng hai tô phở, chúc mừng anh Bún Bò được hai trái tim. Nhân hai ui đồng đội hay quá, cảm ơn đi đồng minh. Cảm ơn chị Đào. Cảm ơn anh ơi. Cảm ơn anh Dương Chí Nguyện ạ. Cảm ơn anh Sơn. Phụ đồng đội đi mọi người. Phụ ít hai kìa, phụ lấn điểm bên kia mọi người ơi. Cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn anh ơi. Chơi đi mày có sao. Sao đâu bạn. Cảm ơn chị Nghĩa, anh Mẫn. Cảm ơn gia đình mình. Tuyệt vời. Thích cái màu mọi người ơi. Có thể hay nào quá. Có thể nào mà mình có thể lấn lướt bên kia một tí không? Bên kia 4.500 điểm, nhà mình mà gần 4.000 điểm rồi. Nhà đúng rồi, chị lấn em đi. Lớn điểm hơn mọi người. Để yếu thế quá mọi người. Ok, chị Phương, okay, thế. Okay, chị Phương lúc này đang muốn đè em lắm nè. Thôi đè em để cho các anh, chị chỉ muốn đè điểm thôi. Hello Danny. Mày dùng từ ngữ nó không chính. Đúng rồi. Đẹp bẹp đó, đẹp bẹp. Chuẩn là hết chuẩn luôn. Nhưng mà chị Thu Phương là chị nghĩ ra cái khác nha. Ủa cái khác là gì vậy? Chị có nghĩ gì đâu, Kiwi nghĩ gì đấy? Chị nghĩ gì đó? Em nghĩ gì đúng không á? Me time. Phút này đang buồn. Xin ít năm đi gia đình ơi, nhà mình cho em xin cái ít năm ạ. Một là tất tình hết. Nhà mình ơi, nhà Tâm Nhi có cái ít năm nào không em? Còn không? Không sao, không sao đâu nó. Còn nhân năm không Tâm Nhi ơi? Sao tối nay mình chơi ít điểm mà mình vẫn thấy vui vẻ ta? Ok em. Cho xin cái găng tay đi ạ gia đình ơi. Nhà chị không đi mica nên không có găng á. Ờ có găng rồi kìa. Từ từ nha. Giống như từ từ bình tĩnh. Mọi người ơi, ít năm phụ một tay đi gia đình ơi. Phụ một tay. Cảm ơn anh Linh, anh Bún Bò, cảm ơn chị Nguyễn, cảm ơn anh Mười. Dính đi mà, năn nỉ á, dính đi mà. Đâu rồi, đâu rồi. Dính đi mà, năn nỉ á, dính. Cảm ơn anh ạ. Sao mà chốt hay. Cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn nhà mình giúp tôi tặng bánh đèn. Cảm ơn anh Phú Trịnh. Cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn anh Nguyên. Cảm ơn anh Dương. Cảm ơn anh Hộ. Cảm ơn nhà chị Phương. Ủa Duy ơi, em bị gì vậy Duy? Buồn hay là bạn? Nhà chị Thu Phương lọt rồi. Lọt ruộng à? Nhà chị lọt ruộng à? Gì vậy? Không có lọt. Nhà chị có gì đâu mà lọt hả em? Cảm ơn Lê Việt. Em bị gì đó? Hả? Ủa? Nhà chị làm gì có gì đâu mà lọt. Mèo làm gì đó? Nhà chị xin thua. Kèo gì ta? Cái gì? Em cảm ơn gia đình mình. Không có cái áo dài chị ơi. Bây giờ chạy đoán đi chị. À khiêng quan tài, lúc nãy là rác kèo rồi. Đúng rồi, là kèo khiêng quan tài. Khiêng quan tài rồi. Nghe ghê quá à. Vui sao à, đâu vui. Không sao đâu Duy ơi, quan trọng khúc này nè, kèo cuối nè. Ok, ý là em không có cái áo dài, giờ lấy gì ăn mặc cho ta? Em không có cái gì cũng được, em có cái mũ nào không? Có mũ và lại có cái hộp. Có cái gì để vác không? Có gì để vác không?
Có. Chỉ cần cái mũ thôi là được rồi. Không thấy vui trong lòng. Đúng rồi, bà Thu Phương đúng rồi đó. Giống thế cơ chứ. Giống mấy người khi quan tài chưa? Ui giời ơi. Ừ. Rồi đội mũ vô. Em chào anh chị cô chú mới vô ạ. Mọi người ơi, ở chơi với em nhắc mọi tay người ơi, em kèo cuối em nha. Mọi tiếp, người ơi, kèo cuối rồi, kèo cuối rồi gia đình. Lại phụ bóng tay cho em nha. Rồi. Nhấp tay, nhấp tay màn hình 10 cái gia đình ơi. Nhấp tay 10 cái gia đình ơi. 22 em 22 bông nè, 22 bông nè gia đình. 22 bông mọi người ơi. Rồi em bật nhạc nha. Rồi sao nữa? Bỏ lên vai đi, bỏ lên vai đi chị. Xong rồi, vừa đi vừa nhún chân. Vừa đi vừa nhún chân. Đi vừa nhún chân chị. Vừa nhún người á. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 22 bông. Vừa đi vừa nhún người. Đúng rồi, như chị Thu Phương á. Hay đó chị Thu Phương. Được đó chị ơi. Được đó chị. 22 bông mọi người ơi. Còn đến ơi, còn thiếu một người nữa. 22 bông mọi người ơi. Tố lên cả nhà ơi. 6 bông. Em xin ít 5. 7 bông mọi người. Ít 5 luôn, ít 2 luôn nha. Đủ bông rồi cho nên. 7 bông nữa mọi người ơi. 7 bông nữa. Cố lên cả nhà ơi, bông 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 mọi người ơi, nếu chuyến này mà em không thua, không thắng nữa thì em sẽ đi bốc hoa làm phù hồ. Đúng rồi, đất rồi, bên kia bên kia đánh sụp nụ rồi. Cảm ơn anh. Sụp nụ thật rồi mọi người ơi. Cảm ơn Duy. Cảm ơn anh. Chết mẹ. Cái gì vậy? Năm gì vậy trời? Cảm ơn anh. À, trời, cứu tôi, Bụt ơi, Bụt ơi. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người. Tôi cười và Phương. Mà này phải đi bạch báo mọi người không? Trời sao kìa gì vậy mọi người? Nhà mình công điểm đi nha mình. Nhìn đi bạch báo mới đúng. Trời sao kìa gì chị ơi? Chị là phải làm công chúa chứ em. Chị em sang như thế này. Làm công chúa là chỉ có em thôi. Đi, làm đi. Cô ta bên bảo em đi băng bao. Bên đấy ra một kèo đi xem nào. Cảm ơn anh Nam. Kèo này bên nào thua thì phi ngựa. Tắt nhạc làm. Tắt nhạc thì hí lên. Rồi. Có cần ngồi lên cái gì không? Đúng à, đúng nhưng mà phải kiểu khung khung người như kiểu phi ngựa nha. Đúng rồi, bu bu vào cái ghế. Ờ, kiểu đó, đúng rồi. Thôi cầm. Về cuối đi. Ai cố gắng cho Phương đi mọi người. Nhà mình cần những năm không phải cho năm lên mọi người. Nhà mình cần những năm không mọi người. Cảm ơn anh Tony. Chết mẹ rồi. Thế mệt mệt. Mọi người ít năm, ít năm, ít năm, ít năm, ít năm kìa, ít năm kìa. Chậm quá, nhanh lên, nhanh lên, nhanh 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 nhanh, ít năm, ít năm, ít năm, ít năm. Ít năm kìa. Cảm ơn anh. Ai lên muộn vậy? Ai lên muộn quá. Cảm ơn anh Nguyên, cảm ơn anh Ốc, cảm ơn anh Sơ. Cảm ơn gia đình mình tập tay tổng cho em nha. Ai cái chủ? Không muốn làm con ngựa. Sao mà tối nay nó dính hết vậy ta? Cảm ơn anh Bình Bò, cảm ơn. Như là anh cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn tay chị Nguyễn ạ.
Dính hết. Trời, sao lên cái găng gì mà chậm dữ vậy trời. Nhà tâm nhiêu lên cảm phải ơn không? Anh dạ đúng rồi, chị tưởng em không có nhà chị không lên luôn. Thì nhà chị có nhà chị phải lên chứ, ý là không có đủ. Không có găng năm, không có đủ điểm để thắng. Thật là vui đó. Không, giờ hai chị không có ít năm ngựa. Sao chơi lại rồi thôi, làm ngựa thắng làm vua, thua làm ngựa. Tự nhiên hai đứa làm con ngựa. Ok nhóc Duy, em không sao đâu em. Là vô sao TikTok lâu lâu nó bị khùng mà. Tôi nhờ vừa nãy làm gà rồi làm ngựa. Cảm ơn anh, tối nay anh quả dính rồi. Tối nay anh bách phát bách trúng anh ạ. Không, mày phải bảo là đêm nay anh tuyệt lắm. Thật tuyệt vời vì anh trúng hết. Cảm ơn nhóc Duy em nha. Cảm ơn chị Mèo ạ, em cảm ơn gia đình mình ạ. Ủa làm sao ta? Làm con ngựa. Nào. Phi phi cửa đi chị. Ui trời ơi. Chị phải hí đi, chị hí đi. Tắt nhạc mới hí mà. Ờ em tắt nhạc em nói chứ chị ồn ào vậy sao hí nhạc rồi. Chị hí đi. Chị hí thử em xem nào. Chị to lên. Bà Phương từng hí bị, bà Phương bị hí bị đau bụng à? Từng hí hay là trời ơi bà Phương bà bị tiêu chảy á. Ủa nhạc tiếp đi. Ngựa ngựa gì, ngựa đến tháng đau bụng hay sao? Quá trời. Nếu mà em muốn kèo này vui á, em mở nhạc, mở nhạc Lý Ngựa Ô ấy, xong rồi mọi người phi 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 cái xong tắt nhạc cái mọi người hí. Nhưng mà thôi như vậy là em đem mở tiếng ngựa. Thôi được rồi. Lấy kèo như vậy người ta cũng mệt rồi, hiểu không? Lần sau đi. Sao em hí không được ta? Em trả kèo này lần thứ hai, lần thứ ba gì rồi nhưng mà em hí vẫn không hí được. Ờ, thế thì là phải trả thêm đi. Tâm Nhi là bị người bị đói. Ừ, thấy không có ra, chị ơi. Thôi, về nhà làm công, về nhà làm công chúa, mọi người ơi. Thèm chơi. Bye bye mọi người, chúc mọi người tốt nha. Bye Kiwi, bye Tân, bye Chị Phương. Bye bye cả nhà. Bye bye mọi người. Bye mọi người, like tốt. Trời ơi. Bye bye mọi người. Bên đó, em về đây. Bye bye chị. Ok. Dạ không, mất điện đâu. Hôm nay em ok rồi, em chỉnh điện hết rồi. Cảm ơn gia đình mình nha. Cảm ơn tất cả các anh chị, cô chú đã đồng hành cùng Phương. Cảm ơn các chiến thần biết ca của gia đình mình. Teo teo ta teo. Teo ta ta teo. Hello chị Phương. Phương. Em ngồi im đó. Phương ơi, chị mới này. Ủa vậy hả? Trời hôm nay đi đâu mà make up đậm dữ vậy bạn? Hôm nay làm công chúa của chị Ngân. Ủa bộ chị Ngân là họ LGBT hả? Chị ơi em cũng công chúa nè. Đâu có, đâu có em. Chờ em, chờ em gái thẳng thẳng cô nương. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị. Công chúa của chị Ngân. Ủa sao Ủa biển, 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 biển vọng đi ta? Bên Phương hả ta? Đâu có, ủa? Biển vọng hả? Biển vọng, biển vọng, biển vọng. Ok, ok. Hello chị Trè. Hai Vi, hai chị Phương, hello Linh. Hello chị Phương, chị Trè. Hello bé Vân, hello gia đình bé Vân. Bài miết quý. Ok. Chị đợi sao đây chị?
Em chị thấy là hai chị kia hay đi với nhau á. Ừ, chị với Thu Phương, ok. Ok, rồi go nha. Phương ơi, Phương ráng gánh chị nghe em. Ừ. Không, anh ơi, chị đầu chị chưa ai vô hết trơn. Anh chị nhà chị chưa ai vô hết trơn. Ok. Linh ơi, Linh còn đóng được không? Không chị. Em về đi em. Ok, vậy em xin phép cùng người em về nha. Em cũng về luôn nha mọi người. Ủa? Kéo gì ạ? Các chị yêu ơi, kéo gì ạ? Các chị yêu ơi. Bắt tay nhà ơi. Alo, kéo gì các tình yêu ơi? Chị Phương chưa được kéo gì? Các chị ơi, kéo gì ạ? Bốn chị bốn thương vào bốn thương vào tay người dẫn đầu. Ok, thế thì em tố gái đầu tiên 7 chiếc ạ. Nhưng mà chị có cái gì ta? Sao ấy đi chợ chị nhớ mua đi không thì chị cho em số điện thoại chị mốt em gọi điện nhắc chị mua chứ. TikTok okay. Chơi bùng chun mỗi chị chưa có. Nó chưa có đầu không? Okay. Đầu á. Bảy chơi khác đi. Bảy chín mười á. Ok, mọi người nhắm tay cho em đi mọi người. Chơi cái khác thay chơi đội quần không ạ? Được, ok. Thôi chơi khác đi. Chơi gì em? Đội quần ạ. Không được, tóc bữa nay chị bị làm tóc đâu có được. Ủa chị Vi không có chun à? Chị Vi có chun gì? Chị chỉ có cái cục tóc á, cái buộc tóc nhưng mà ở ngoài nó có cái miếng vải rồi, sợ nó không có đau. Phương ơi, bôi một con mắt vân chòe đi em. Dạ. Em không chơi vẻ được chị. 52 bông gia đình ơi, để qua cái đoạn này. Quan trọng em đấy. Quan trọng là mình có 52 bông mới vào một bông mà ơi. Vẽ cho cổ được không Linh? Bông nhà ơi, được không? Mỗi người một bông. Ok, chơi kèo vẽ cổ nha mọi người, chơi vẽ cổ nha. 52 bông. Đừng từ chối nữa, em xin mọi người, đừng từ chối kèo vẽ cổ nữa. 52 bông cũng là ơi. 52 bông. Không đủ. Nào cứ ngồi bàn kèo thôi. Đã bảo để cho qua cái đoạn này đã. Ok, chơi cuối, chơi cuối. Anh 5 giây cuối mọi người, anh 5 giây cuối không sợ. Yes, it can speak English. Nhớ là TikTok. Cảm ơn nghe. Một tí là ai bật nhạc vậy ạ? Con này. À, được, con này bật đi. Thế mà nó tưởng bên mình mở. Cái mỏ nó ghê quá hò, sợ thì có may mình không chung đội nó. Sợ quá lên thuê, nhìn đợi em quá. Mỏ chị là hỗn lắm rồi mà mỏ em cũng vừa. Không, em nói thật chứ, em theo dõi chị Thu Phương cũng 3 năm nay. Em thấy chị Phương là tiến bộ dần, cái sự đánh đá của chị Phương giảm bớt bao nhiêu. Ngày xưa em gặp chị Phương sợ vãi, giờ chị Phương sợ em. Cái gì có? Ngày xưa em... mỏ chị Phương cứ giật, em nhìn em cũng sợ. Đấy là sợ ma gì vậy? Sợ chị đấm em bằng mồm. Giờ em hết rồi, giờ chị Phương hiền lên rồi mọi người. Không, chị hiền bản chất em. Cảm ơi, từ xưa giờ chị dạy em cái mỏ gì giật vậy thôi chứ chị hiền. Dạ, em ghi nhận. Trời. Em ghi nhận, vẽ cổ mọi người ơi, kèo đầu tiên em xin phép vẽ con Phượng Hoàng ở cổ. Ở cổ em đúng không? Ok, thoải mái đi em. Chị ơi, nay em kín cổ cao tường lắm, không dễ mà vẽ được cổ em đâu. Bên Linh mới đúng là kín cổ cao tường kìa, bên Linh nè. Đây, chị em vạch cái đường mà gì? Em vạch ra. Ai thầy cho cái năm mọi người, ai thầy cho cái năm có tình yêu ơi. Bấm tay gia đình ơi, bấm tay cho bà quen 10 lần gia đình ơi. Phong em. Trời ơi, nó ghê lắm á. Thôi đừng nói trước chị ơi, nói chung mình cố gắng thôi chứ. Lỡ may mà không được mới lại. Thật không? Chị đang vừa lướt lên để xem cái găng tay tăng lực. Chị vừa dựa. Vậy cuối gia đình ơi, có găng không chị Vy? Không, nhà chị không có, chị chưa vô được chứ. Găng tay X5. X5 ơi. Nhà mình ơi, phụ với lại nhà Thu Phương gia đình ơi. Không phải nhiều vô. Không găng tay à? Đến. Chị rồi. Phụ để gia đình ơi, phụ nhà ơi. Tân này ơi, cứu em.
chay luôn mọi kia. Người chơi chay, chơi chay, chơi chay luôn chơi chay x1 quá nha ơi. Kia Phương Hoàng, bé Phương Hoàng kia. Kia kia kia. Chị chào Phong Mán, chào em. Trời ơi, dữ trời. Cảm ơn gia đình Vi, cảm ơn gia đình của bé Phương. Cảm ơn mọi người, cảm ơn cả nhà. Em cảm ơn anh Bún Bò. Cảm ơn chị Anh Đào, thank you, it's me. Cảm ơn gia đình mình ha. Là sao mọi người, là sao chị Vi ơi. Anh đang em tỉnh, tỉnh là em kiểu kiểu đơ quá chị. Chị cũng thấy bị đơ rồi đây. Chúng tôi muốn chơi lại, không công bằng. Chị ơi, vẽ cho mình chơi đi chị. Vẽ cho mình chơi Phượng Hoàng đi chị, vẽ với Phượng Hoàng đi. Vẽ Phượng Hoàng, Phượng Hoàng vẽ sao ta? Chúng tôi đã cố gắng hết sức thu 61 điểm tuyệt vời. Bình luận giùm em hai chữ tuyệt vời. Ok Duy. Chắc tài khoản của em chưa có xác minh đó phải không? Cố lên mọi người ơi, cố lên. Chị Vy ơi, vẽ Phượng Hoàng sao vậy? Chị cũng không biết nữa, để chị lên mạng chị sợ. Nhưng mà em đừng có nhìn chị vẽ nha, thì chị vẽ xấu lắm. Em cứ vẽ theo ý của em á. Chứ chị vẽ gớm lắm. Em biết chắc em vẽ con đại bàng quá. Vẽ Phượng Hoàng. Cách vẽ Phượng Hoàng. Con Phượng Hoàng theo cái cách của em. Cảm ơn Ngọc Anh. Cách vẽ Phượng Hoàng đơn giản đi. Cắt tay nha mình ơi. Vẽ đơn giản nhưng mà mình cũng thấy sao nó khó như vậy ta. Chưa, không cần giống nó, chỉ có thể vẽ con chim ra hình chim là được ạ. À con chim cũng được đúng không? Dạ. Rồi bà chị bên trên vẽ con rời hay con gì ta? Con gì là quỳ đấy con ơi, chim? Em hai 56 hả nha? 56 bông kìa gia đình ơi, 56 bông, 56 bạn kìa gia đình ơi. 1 giây 2 bông, nhanh, 1 giây 2 bông. 56 hả nha? 1 giây 2 bông, 1 giây 2 bông. 56 hả nha? 56 hả nha? Lòng này. 1 giây 2 bông. Tập trung 56 bông hồng gia đình ơi. 56 bông gia đình ơi, chạy qua trên là 16 bạn nữa hả? Cố lên gia đình ơi. 10 người nữa. 9 người, 9 người, 8 6 6 3 4 4 bạn nữa. 3 người khác nữa. 3 bạn nữa hả? 3 bạn nữa. 3 người, 3 người, 2 người khác, 2 người khác. 2 bạn nữa giờ đủ rồi. Em cảm ơn gia đình hai bạn, hai bên. Cảm ơn gia đình ạ. Cảm ơn gia đình chị Vy, gia đình Thu Phương ạ. Con cò. Không sao đâu, mình là mình đang vẽ cái con gì hết rồi. Mình là gia đình Vương. Gia đình Vương gia nên mình sẽ xăm con Phượng Hoàng, em sẽ xăm con chuột. Không con phải chuột nhắc ở bên vân kẻ. Nhưng ai kia gia đình ơi. X2 gia đình ơi. Cố Phương, cố Phương gia đình ơi, nhóc Duy bị kẹt rồi. Lúc này Duy bị kẹt quà rồi, nhà mình có ai có điện phụ em, mấy chuyện nghèo lắm. Nhân thai mọi người ơi. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị Anh Đào, cảm ơn chị Thúy Đào, cảm ơn anh Phương Hoàng, cảm ơn Mai Bạc Nguyễn Hương ạ. Biết hai gia đình ơi, cảm ơn anh Hương, cảm ơn anh Tư, cảm ơn anh SP, cảm ơn chị Anh Đào, cảm ơn chị Thúy. Cố lên! Anh Kenny! Xong phim rồi. Không biết cố gắng không? Cảm ơn anh Hoàng Vũ ạ. Chị cũng biết chị tưởng như con gì, nó ra cái con gì vậy ta? Phượng Hoàng Tung Cánh! Diệp Phương xăm chỗ nè mọi người. Xíu nữa mà bên kia thua là em xăm cánh. Em xăm con chuột. Chị thấy nó giống con gà. Chết rồi, giống con gà quá. Cảm ơn chị Vân. Phương đại ca. Cái này là cái nhờ, nhờ, kêu em mời. Alo, cái này là cái đuôi. Gia đình ơi, cứu em
mọi người, đây là con Phượng Hoàng nha. Chị xí nữa, chị ghi lưu ý, đây là con Phượng Hoàng. Ok, Phượng Hoàng. Nhà ơi, dây cuối nhà mình ơi. Dây cuối gia đình ơi, dây cuối. Chết cha rồi, chị đại kiểu em ơi, có ai ở đây không? Kiểu em nhá, mọi người ơi. Ai có ít năm đại, mọi người có ít năm không? Nhà mình có ít năm không? Kiểu em đi mà, buồn ơi, nhà mình ơi, cho em xin cái găng. Cho em xin cái găng, gia đình chị Vy có găng đó. Nhà mình có găng, kiểm tra lại trong túi coi có găng không mọi người. Ai kêu ấy chị mẹ ơi, em đâu có đi chơi BK nhiều đâu, có găng. Cảm ơn chị Đào. Phụ được chút nào thủ nha đó. Cảm ơn chị Anh Đào ạ. Cố lên kia. Kia. Trời ơi, vậy cũng hẳn. Cảm ơn chị Đào. Cảm ơn anh tôi. Có búa mất, có búa. Ai có ít năm lát thả xem cái ít năm chúng em cảm ơn anh thua tiếp rồi. Cảm ơn mọi người, đến chưa chị em. Cho cảm ơn Tony, xin... cảm ơn chị Sally, cảm ơn gia đình Vy, cảm ơn gia đình bé đây, Phương nha. Cho em xin nghĩ cái con rồng nó bay ở đây đây đây. Cảm ơn lọt cá em. Rồi, lọt cá rồi. Một con rồng ở bắt tay. Lát game mọi người ơi, lát game em tí thì điểm nha Ken nha. Anh không bảo em cảm ơn gia đình mình à. Em cảm ơn hết nổi rồi. Cảm ơn chị Mèo. Chị Mèo ơi, bữa xíu nữa em bấm hả? Xíu nữa đừng có nhiều chuyện trước khi mà dây cuối nha chị Mèo. Lọt cá mục tiêu. Lo tìm găng. Rồi đây là bé cái gì bé? Dạ bé con rồng ở bên vai ạ. Em cảm ơn gia đình mình ạ. Chắp tay đi gia đình, không sao đâu. Không sao đâu mọi người ơi, em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn anh Hương, anh Tư, anh Đào chị, cảm ơn anh Bún Bò. Cảm ơn anh Phương Bằng, cảm ơn anh Ismi. Gia đình mình tuyệt vời. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố gắng đâu, tối giờ em đâu có chơi đâu mà cố gắng. Hôm qua em đâu có like đâu chị mẹ. Chơi cái này là nó tính theo xu, theo xu của hôm qua em không like, em bị cấp điểm đó, gắn nhiều điểm ra. Xu này nó đâu có tính nhiều điểm đâu. Ví dụ anh lên cho em cái SMI thì nó chỉ tính có 299 điểm thôi. Trong khi bên kia là cả ngàn điểm rồi, mình phải lên cái quà nào hơn á thì mình mới thắng được. Hello anh quả táo. Hoa nhà ơi, con rồng đúng không? Hoa nhà ơi. Đội 50 bông, 52 bông. 30 người, chị kế toán cho em xin 30 bông hoa xong xuống nhận linh thảm 20 bông nữa là đủ. Nhà mình ơi, 52 bông hồng hoa. Chị xuống nhà ơi. 52 bông gia đình ơi. Mỗi bạn một bông gia đình ơi, mỗi bạn một bông. Mỗi bạn một bông gia đình ơi. Dạ, chị quay trở lại hai nhà cho em ơi. Cố lên, cố lên nhà ơi. Cố lên. Chạy 52 bông gia đình ơi, còn 10 người nữa, 10 người nữa. 8 người nữa, chị 8 người khác nữa. Anh chị nào chưa chơi đem cho em đi mọi người. Người khác, người khác anh chị ơi. 5 bạn và 4 bạn, 3 3 người khác nữa, 2 người. 1 bạn nữa à. Dạ đủ rồi, cảm ơn gia đình hai bên, em cảm ơn. Dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều, đủ. X2 mọi người, gia đình ơi, phụ điểm gia đình ơi. Lên điểm lúc này sẽ được X2 cả nhà ơi. Cảm ơn. 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8 nha ơi. Chơi nhân 2 đi, nhà mình không có X5 nên nhà mình chơi nhân 2 giùm em đi. Phụ điểm nha ơi. Không có X2 mình chơi X5, không có X5, mình chơi X2 giùm em đi mọi người. Cảm ơn chị Phương, cảm ơn chị Phương. Chơi như này không có găng. Cố lên. 14 giây cuối nha. Cảm ơn anh Bún Bò, cảm ơn chị Quốc Thâm, cảm ơn Thuệ Minh chị. Rồi, anh tiêu rồi. Cảm ơn chị bé bự X2 nha ơi kia. Cảm ơn chị Sally. Cảm ơn bé Ti. Cảm ơn hai đứa. Chị Sally bị rớt cái ấy rồi, cái Sally rồi. Cảm ơn các chị ạ. Mình chơi dây cuối nha, cho em xin cái 5 dây cuối. Chị Sally mà lên trước đó thì... Nhà Linh ơi, nhà Linh có X5 không nhà Linh ơi? Nhà Linh off lâu chắc không có. Cảm ơn chị Sally. Nhà mình ai có X5 không mọi người? Xin ai đi tìm quick.
Ai đi tìm Good cho em kiếm cái X5 đi mọi người. Good một nhà X5 luôn. Tiêu rồi. À em có một cái. Cho chị xin đi, nhà chị okay, hiện chị không có ai. Ok ok. Ok giấy của cho em xin cả nhanh mày ơi. Hai bên giấy của cho em xin cả Phương ơi, nhà Phương không có X5 mà Phương. Không có. Mọi người ơi, dây cuối phụ anh Quang Huy với cả bé Hin với cả anh Thụy với nha mọi người. Không ơi, có sao, nghĩa là không có X5 thì không có X5, nhưng mà mình sẽ chơi để lên top thôi chị Vy ơi. Mình chơi chay cũng được, dù gì điểm nó cũng là X5 thì tính trong chồng BK thôi. Vừa thắng vừa vào top thì tốt, mà không thì mình cũng sẽ được vào top gia đình à. Sao hết mọi người. Mỗi người phụ em một tay. Cảm ơn Vy. Cảm ơn chị Xuân ạ. Chào mọi người mới vô xem live ạ. Về động viên quá. Chị Mèo để cái đó úp dây cuối là ngon luôn rồi. Cảm ơn chị Mèo, bên kia người ta sẽ canh chừng mình. Chuẩn bị lên cho thấy. Dây cuối nè, phụ nha mình ơi. Dây cuối. Cảm ơn chị Mèo. Máy dây cuối phụ bên nhà của Thu Phương một tay gia đình ơi. Cảm ơn anh Hằng à. Dây cuối gia đình ơi. Phụ chị Mèo một tay với anh chị ơi. Gia đình ơi. Phụ chị Mèo bên nhà cô. Cảm ơn anh Bút Bò. Phụ. Trời ơi may quá. Sao hả? Anh em tôi đến nè. Cảm ơn Miu, cảm ơn Ánh Chu, cảm ơn Sky, cảm ơn mọi người nhiều. Chị Vy vẽ chưa? Ủa chị Phương vẽ, chị Vy vẽ chưa ạ? Chị Vy vẽ rồi. Chết cha rồi. Ủa? Ba con số 9 do gia đình Thu Phương đi ạ. Mọi người vẽ to quá, nhìn không sao. Chị vẽ xấu lắm, bởi vì chị rất là ngại chưa tự vẽ luôn á. Đây thôi. Ok không, chị Phương vẽ to mà. Ok rồi, em vẽ gì ạ? Chưa vẽ thì 5 kèo cũng được nha mọi người. Em chơi ba kèo thôi em một. Ok. Ha, anh thả X5 đen lắm. Dạ không sao đâu anh. Không dính X5 thì thôi, mình cũng có một con lion rồi, không sao. Rồi em vẽ gì ạ? Khoan nha, để hỏi chị Mèo coi. Chết rồi, cái bút em vẽ đâu ta? Bên đó lấy mình hai con, mình lấy con gì? Vẽ con mèo đi. Ok chị. Đúng rồi. Cảm ơn chị Sally. Ủa, cái bút em đâu nhỉ? Để con nè, gì chị? Đừng có mà tới lúc này lại hỏi cái bút đâu nha. Không, không có mà. Chị ơi, chị được vẽ cổ với lại vẽ tay thôi, không được vẽ trên mặt. Hồi nãy mấy bạn chơi vẽ trên mặt, mấy bạn nói vẽ trên người ok á. Chị thấy không, bên đó vẽ mình trên cổ với trên tay nè, đâu có được vẽ trên mặt đâu. Vẽ con gì chị? Cảm ơn chị Sally. Vẽ một con mèo. À đây à. Kích thước bằng cái con này của chị. Không, em vẽ bằng chị Vy thôi. Chị nhìn cánh tay chị Vy đi, vẽ cái gì bé xíu à. Cái gì? Mình nghe mày bé mà. Thôi ơi, bà Vy. Mẹ to quá, nhìn. Không cãi được luôn á. Chị đang vẽ theo em đúng không? Chị không hề luôn, chị không hề nhìn luôn. Con mèo của chị với con mèo của em hình như cùng nhà trẻ. Ủa, em chơi ba kèo. Linh Thùy Trần ơi, em hai kèo thôi. Ba kèo. Phương vẽ đẹp nhất. Yeah. Trời ơi, muôn vẽ của em được có 4. Thế thì mọi người phải để cho chị Thu Phương trả kèo chứ. Không có đâu, mấy cái đứa nào vẽ xấu thì phải cho nó luyện nhiều ấy. Phương, chị nhổ.
Mà không may là tại vì chị Vi vẽ xấu rồi, chị Vi chung đội với chị nên ngày hôm nay chị mới phải bị trả kèo ké thôi, hiểu không chị? Dạ. Thực sao mình vẽ con mèo mà giống con lật đật vậy ta? Rồi ok chị. Ok chưa? Đâu coi nào. Giờ đây. Gì vậy trời, nhìn giống okay cái chưa? Gì? Giống cái gì vậy trời? Con mèo. Mèo nhà em nó như vậy á. Ok, cảm ơn gia đình bốn mình. Chúc mọi người like tốt. Giống củ sâm. Giống con mèo mập nhà chị mèo. Cô Thắng biết con này là con gì không? Sống rồi hả? Làm cho tỷ mất hứng là coi như là chán sống hả? Hay sao? Ủa vậy mong nói sớm bác thì bỏ cái bút xuống, dạo này quét ghê lắm. Em lấy màu hồng mà chị, có cây màu đen với cây màu trắng rồi nó giống nè. Làm miếng xin tô lô mặt đi. Nói đi đừng sợ. Chị Đại ơi, nói lớn lên.
Đây là con rồng, không phải là con thằng lằn đâu. Đây là con rồng. Biết chưa? Dám nói con thằng lằn. Muốn chết hả? Con trên cổ là con gà hả? Đây là con phượng hoàng, không phải con gà. Biết chữ rồng vô mới biết. Hồi nãy em tính làm rồng hai đuôi á. Rồng hai đuôi á, nhưng mà không biết vẽ sao mà hồi nó ra vậy. Trời. Cũng có năng khiếu quá ha. Năng khiếu quá chứ. Cả nhà ơi, bây giờ là Phương còn bao nhiêu điểm nữa thì được vào top 20? Em không muốn sự cố gắng của chị Mèo và tất cả anh chị cô chú nhà mình bữa tối nay. Bây giờ Phương đang ở top 43 rồi, 91.000 điểm. Mọi người mới vào giúp Phương một trái tim cam nha. Nhà mình giúp Phương một trái tim cam 50.000 điểm. Còn 20 phút. Một con sư tử rưỡi nữa, một cái TikTok universe. Nghe sợ quá. Nhà mình có nên cố không? Bây giờ em đi chơi BK nha. Chơi BK nha mọi người. Biết đâu Bụt đi ngang qua, Bụt sẽ cứu top mình đó. Bây giờ mình đem hình xăm này đi để cho người ta sợ mình ha. Mình đem hình xăm này đi, mình đi cho người ta sợ mình, người ta rén mình. Mình để chị Đại đi BK nó phải khác. Anh sẽ vì em làm cha thằng bé, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Em mời mà không ai dám chơi, hình như mọi người đang biết em muốn vô top rồi. Mời mà không ai dám bước vô hết, không một ai. Trời ơi, em nhìn anh sợ ngang luôn á chị. Sợ ngang luôn, cái gì vậy? Bồ cạp. Rắn.
Rồng. Trời ơi. Nói đúng thì chị sẽ tha cho em, nếu em nói sai chị sẽ kêu đàn em của chị xử em. Hi. Hello chị Phong. Hi. Hi guys. Hi guys. Hello me. Team. Me. Hi, me 8. Yes, me 8. Hello Jack. Jack. Jack and Pim. Hello Pim Pala. You see? Can I follow you? Yes, her yes. name is Pala. Pala. You can Are call you Pala. Scared? No, you call me Pim. My name is Pim. You can call me Pim. Pim, okay. Pim, very beautiful. Call him Pala. Pala. Yeah. Why? Yeah. What? What it is? Why? Snake. Snake. Dragon. Yes, dragon. Yes, yes. Okay. Dragon. Are you scared? Very scared. Yeah, no. Yeah. I scare you. Xíu nó quýnh cho vỡ mồm. Lô. No, no, no. Chi Phong. What? Your tattoo. Wait. Tattoo của chị. Yes, she's tattoo. Your tattoo. Tattoo today. Con sâu. Anh em đi ơi, hôm qua em bị cúp điện, em hát hay quá. Xong cái ông tổ điện lực có ổng ganh tị warm, với em, sau ổng cúp điện. Đó rồi, bên đây đối thủ mạnh lắm mọi người ơi. Mọi người ơi, nhấp tay cho em. Anything we don't lose. Nhấp tay cho em 10 lần hôm nay. Wow. Dạ. Wow. ดีมากจริงๆแต่ก็เขาก็มีตังค์อะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเงยแดงอมเงยแดงอมดิทเถอะกูเอ็มแอนดี้ Welcome to Miss Phương nhà ơi tap chỗ thôi nhà mình tap ít quá vậy nhà ơi tap đi mọi người đỡ bị nhục mọi người ngồi tap yes I'm beautiful tap tay tap tay mọi người Vietnam nhà ơi vô thắp tay giùm em đi mọi người. Let's go. Nhà tay lên nơi. Thắp tay giùm em, thắp tay giùm em. Sky everyone, tap. Look at my point. Tap the screen everyone, let's tap it. Come for me please, guys. Chết rồi, chơi với đối thủ nha, nước ngoài rồi mọi người. Nước ngoài rồi. Phụ anh em đi nha mọi người. Nhà ơi, chị ơi, ôi nhà em không biết có gì để tặng để phụ chị được không nha. Em có hình xăm đi chơi PK rồi mà thua nó kỳ lắm gia đình nha. Chết rồi. Mấy phụ chị mấy ơi, phụ chị đẩy chị lên trời xanh đi em. Trời ơi, nhà em bây giờ đang nhân lực đang khó khăn quá chị ơi. Trời. Chết rồi, khó khăn quá nè. Nhà ơi, tắp tay giùm em với bên kia giờ mạnh quá. 72 bông luôn. Trời ơi, 72 bông nha mọi người. Hãy cả tụi con bên Free challenge. Gia đình game bông hồng mà mỗi người không bao giờ đó. Là mình vung tặng bút tết mọi người. Nhau 72 người khác nhau anh chị ơi. Chị bên hồng vun khá. Nhau ơi, có 72 bông không? Mọi người xin, mọi người bông 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 không đủ rồi, còn thời gian ít quá. 72 bông luôn chị ơi. Cảm ơn anh Andy, so strong man. Chị ơi, very strong Andy ơi, cố lên. Mẹ ơi, mấy nhà em có ít năm á, nhà em hỗ trợ chị ít năm nha. Sky ơi, do you have it fine? Do you have good strength? Đó rồi, nhà mình bây giờ cũng không biết có ai không hết trời. Đó rồi, cuối ngày rồi. Mày đón có ít hai hả? Không biết. Cái kiểu coi khó khăn khó. Không sao, nhưng mà chị nhà mình chơi ít năm đi, mày ơi mày. Đi bên, nhà chị hôm nay gặp một tối giờ chơi, please. Đó rồi, nhà em có không luôn, chị ơi. Đó rồi, chết rồi, chết tôi rồi. Có ai cố gắng không? Có ai cố gắng không hả? Trời ơi, cái gì vậy mọi người? Đó rồi, em anh em không phụ chị Phương được rồi. Làm gánh nặng của chị rồi. Chị nhỏ chị, em hãy tin vào gia đình chị. Ok. Nhà ơi, cô vô. Gia đình Thu Phương cố lên, gia đình Mai cố lên. Cố lên. Trai ơi, trai ơi, trai ơi. Nhà ơi.
em xin dây cuối găng tay nhân năm đi mê mê nhà. Có ai đang không? Em hỏi nhà em là có cái găng tay nào không mê ơi, mê mê. Nhà em không có ai trả lời luôn. Nãy em hỏi nhà em có ai có găng tay không? Anh lost rồi, có ai có găng tay không? Cảm ơn anh em đây. Không có nhân năm rồi mọi người ơi. Ôi, bên chị em cái gì vừa thắng điện. Cúp điện em đang like nó cúp điện luôn. Em đợi tới 12 giờ đêm không có điện. Rồi bên kia ngồi thảnh thơi quá. Xong em off cho nên hôm nay đâu có găng tay đâu. Em buồn quá em off đi nhậu luôn. Bên kia ngồi thảnh thơi quá mọi người ơi kìa. À kìa kìa. Được xíu nữa cho. Thì bây giờ chơi okay, đánh. Ok ok. Bây giờ đánh không có nhân năm luôn chứ sao. Chứ tình ơi đánh không nhân năm luôn. Bây giờ bên kia 21 ca điểm rồi. Chơi chay luôn. Chơi chay luôn chứ tình ơi. Chơi chay luôn kìa. Mọi người nhớ có thời gian gia đình ơi con cảm ơn anh Trường Sơn, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn gia đình của chị Phương, thank you everyone, em cảm ơn anh bạn đôi chính cho anh Trường Sơn và gia đình của Phương đi ạ. Gia đình nó phụ mọi người. Ba con chín, ba con chín. Ôi phụ gia đình rất tuyệt vời ạ. À. Rất tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Chả kèo điên luôn. Không sao sao nhã. Nhà ơi, mình ông điểm của mình. ยินดีต้อนรับพี่เบนซ์นะคะทำยังไงวันนี้มันเป็นเทพพิมพ์เหรอเทพพิมพ์Yes. How was your vacation? Very good. A little bit hot. So. Yeah, me too. Yeah. Here is so, yeah, hot. So hot. Very hot. Yeah, I'm so, so cold. Hello, Squidward. Trời ghê quá. Okay, it's 1-0, right? Em cảm ơn anh Trường Sơn hả? Cảm ơn chị. Chị Mèo, cảm ơn anh Andy, cảm ơn anh Bún Bò. Cảm ơn gia đình mình nha. Mọi người đợi cho em bong. Nhà ơi, nhà ơi. 29 rồi, gia đình cố lên. Cố lên, cố lên. Còn còn 10 phút nữa thôi. Ủa chị, không có đã, bên đó không có, không có trả kèo hả chị? Chắc là chiếm nữa 3 kèo. Mình mà thua 2 thì mình mới phải trả em. À, ok chị. Thường chơi nước ngoài vậy á. Mình cố lên nha mọi người, đi ngang qua mỗi người nhấp tay vào màn hình giùm em 10 lần, thả tim 10 lần nhấp tay giùm em với nha. Có 3 điểm nha gia đình. À, chị đã nhấp, nhấp tay, nhấp tay giùm này mọi người ơi. Nhấp tay, nhấp tay giùm em này. Gãy gãy cánh kèo đầu. Màn hình to tin. Cái là cái lát view, là cái lát view lắm. Nhà ơi, phối hợp đi mọi người, phối hợp đi nha. Ok, ok, gia đình phụ em bấm tay đi, được chừng nào hay chừng đó điểm mọi người. Come on, come on, come on, nhà ơi. Nhà ơi, nhà ơi, nhà ơi. Cố lên nha, gia đình ơi, gia đình ơi. Come on, come on, come on. Fading, fading, fading. Vì kiểm duyệt viên tụi em kêu gọi mọi người tắp tay vào màn hình tụi em nha. Anh nhà, anh nhà ơi. Em chào anh user. Cảm ơn anh user. Come on, come on. Rồi hôm nay mình nghèo quá. Ủa mình nghèo nhất luôn. 3,500 cá nền. Ủa Jack nó đang xăm cái gì vậy? Ồ, 3,500. What are you doing, Jack? Nhà ơi, trời ơi, 3,500 luôn chị. 3,500 điểm để mở khóa nhân 2. Rồi bên kia giàu quá chị ơi. 3,500 điểm để mở khóa nhân 2 vậy bên ơi. Nhà ơi, nhà ơi, 3,500 điểm á nhà ơi. Đi điêu, đi điêu, nhà bên ơi, 3,500 điểm mà một phụ nữ có thể cho em được. Mọi người còn có thể mở được vậy bên ơi. Mở giùm em đi mọi người. Mở đi mọi người. Mở đi mọi người. Mở đi mọi người. Mở giùm Phương đi mọi người ơi. Mở, mở. Yêu mọi người hả. Mở khóa. Không ai mở luôn chị ơi. 42 ค่ะ ทุก คน ชาวเวอีอืมเอ
khóc luôn kha. Em ơi đi sao sao sao. Bây giờ mình cứ ngồi mình cười thôi chứ biết làm gì giờ. Yêu một hộp luôn kha. Sao may mắn sẽ tới, mỉm cười may mắn sẽ tới. Đi sao cay không bùi đâu mừng. Em cũng muốn cái cầu đó quá. Ước gì bây giờ mỉm cười may mắn sẽ tới với mình. Nhà ơi, mỉm cười may mắn sẽ tới. Mình cái nhảy luôn rồi. Đang đâu ra Hawaii rồi. Hawaii. Bãi biển Hawaii. Yeah. Wow. Em xin con lo cảm ơn khá. Thank you. AOY. Thank you so much. Thank you very much. Em cảm ơn chị Sen. Mình phụ mỗi người một tay để vào top nhau để uống điểm 29. Top 29 rồi. Nhà ơi, mình hỗ trợ chị Phương chút xíu đi. Mọi người. Cảm ơn chị Sen. Trời ơi, cái gì mà bên kia, bên kia có, bên kia gì mà người phục bạc bạc nữa bao. Thấy bác ghét không? Bây giờ dễ sợ, cái đó chắc chắn sẽ lên tiếp năm đúng không? Ở bên kia là đeo mặc cái váy vô hả chị? Ủa? Mặc thiệt đúng không? Chris nó đang mặc váy gì ta? Đúng rồi, mặt tay á chị. Finish it, no? Oh, oh. Still have 50 seconds. Chat, oh. Chat. Sweeper, surprise me, please. Find them. Cứ im lặng đi. Im lặng đi, đừng mở nhạc dây cuối gì hết. Mình im lặng, mình đánh thôi gia đình. Chứ mình mà căng thẳng lên là nó sẽ quất nhân năm là mình chết luôn. What's happening? I'm on vacation. Dây cuối gia đình ơi. Im lặng, ốp thôi. Anh chị phụ mỗi người một tay giùm em nha mọi người. Ốp đi em. Vì chai qua khó bạc toàn thái nữa. Nè. ขอบคุณพี่พี่คอลโล่ค่ะขอบคุณพี่เมย์ค่ะขอบคุณพี่ไอด้าพี่อุ่นพี่เบรดี้พี่ทาทองไอเรานี่สู้ชีวิตทุกเกมพี่อยากแบบมีฟิลนี้บ้างแบบใจเย็นๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเทพก็ปาดให้เดี๋ยวบันเจ็บสิ้นหิวก็ซื้อชิ้นจออันจึงเสื้อถึงเลยเขาคงบีเลย Không sao đâu cả nhà, chủ yếu anh Sơn vào đẩy em vào top thôi. Nếu mà thắng được BK thì càng vui. Mà nếu không thắng cũng không sao, cũng vui mọi người ạ. Ba con số 9 cho anh Trường Sơn. Anh Trường Sơn mãi tuyệt vời, mãi đỉnh đỉnh đỉnh. Cảm ơn anh. Show me your tattoo again, Chi Phong. What? Show me your tattoo again. Tattoo, tattoo, your tattoo. Bên kia giàu quá mọi người. Nhậu quá. Piano cheese, khóc khôn kha, sao là cây xôm nạ khá. My stronger. Stronger, stronger. Yes, I know. No problem. No problem. No problem. Do you have any punishment? Yes. You follow FX dance, okay? FX dance. Okay. Này hả? Nhảy theo cái đó chị. Đúng rồi. Còn nằm 29 chắc là anh Trường Sơn bị giới hạn cái điểm rồi đó. Bây giờ điểm của anh là tối đa. Ủa chị, là giờ mình đâu có chơi kèo 3 đâu đúng không?
Ready? I'm ready. Okay. Ready? Okay, let's go. I'm so worried about your roommate, like the room next to you. Have they ever knocked your door? I don't have a roommate. I have a neighbor downstairs. Yeah, neighbor. Every day complain about me. Don't worry. Oh yeah, that's why. Yeah, they every day complain. Hey, you quiet. You too loud every day. And police come. Call, call, call. I'm sorry. I working. I work so hard. Police say okay, don't do it next time. And I. Then, yeah. I'm sorry, I'm having to work. It's okay, it's okay. Lao đây hoàng hoa cùng chạy luôn nè. Ủa chị, vậy là bây giờ mình đi về hả chị? Hay là chơi tiếp vậy? Có. Mình chở kèo rồi mà, hai kèo thu hai kèo rồi. À, okay now. Just xin kèo cú đi. Up to you, Chi Phong, you want the last game or you last want to round. Go? Huh? I want last. You want last round. Okay, yeah, we gave round. Them one chance. Họ na ta. Thêm sự đau khổ rồi. Nè rồi, họ khó ít game nương. Xứng lòng qua tập hưng ba bà là mì phương mình đường. Cố quá quá cố. Thôi bây giờ qua ngày mới rồi. Yeah, last game, last game. Qua ngày mới rồi, gia đình nó. Mie. Yes. Can you draw? Do you have a pen? Yes. If you, guys lose, chắc là điểm giới hạn draw MVP tattoo here. Điểm giới hạn của anh Kim Sơn đã mất giới hạn lớn nhất rồi đó. Điểm thịnh hành này là phải mỗi người một tay. Nhà mình cho em xin team cam đầu ngày đi ạ. Okay, let's go. The last one. Phải tài năng tiền. Em giữ cái điều đó trong lòng để chị hiểu rồi. Em đừng nói nữa nó sẽ làm mọi người không khí trùng xuống, em hiểu không? Chị hiểu mà. Nhớ. Nha. Ok đi, vui vẻ đi. Lu. Chị hiểu mà, chị mèo sẽ hiểu. Con mèo cảm ơn ạ. Chị ôm cảm ơn ครับ. Khun 2 ครับ. Khun 2 ครับ. Chị cô cải cảm ơn ค่ะ. Come on. Không có ý sai. Cố lên nha mọi người. Cố lên mình chơi phút cuối đi mọi người. Cơ hội để gỡ gạc. Cơ hội có gạc cuối cùng đó mọi người. Mọi người, cảm ơn gia đình mình đã tắp tay cho em. Chào ơn. Em chị xin. Ơi. Ôi, chưa gì hết luôn hả chị? Trời thôi kìa. Nha chị. Gỡ ghẻ luôn. Cảm ơn anh Trung cho. Gỡ ghẻ luôn. Không sao, bình luận giùm em. Không sao hết. Không sao. Trời ơi. Oh my god. Thôi lấy điểm vinh dự đi mọi người. Lấy điểm vinh dự. Bay bụt luôn. Không sợ. Fighting, last game tonight. Đúng rồi, mình là chị đại, mình không sợ. Cũng đi mà. Nơi mà. Don't worry.